Các nghệ nhân của Nhật Bản từ xa xưa đã truyền lại cho nhau cách chế tác vàng lá siêu mỏng. Những tấm vàng lá được sử dụng để trang trí cho đền chùa, đồ thủ công mỹ nghệ và sử dụng cho cả ẩm thực. Ngày nay, mặc dù với sự trợ giúp của máy móc, nhưng để chế tác ra những lá vàng với độ dày chỉ 1 trên 10.000mm là điều không hề đơn giản. Vàng lá vùng Kazanawa là tiêu biểu cho vàng lá của Nhật Bản. Có nhiều nước sản xuất vàng lá như Trung Quốc hay châu Âu sử dụng trang trí nhà, tượng hay cho vào đồ ăn. Nhưng chúng tôi có kỹ thuật và đặc trưng riêng. Như tấm bình phong lớn này phải gia công rất cẩn thận. Nếu không có được những tấm vàng lá được dát mỏng giống nhau thì không thể tạo ra sản phẩm tốt. Tấm dát vàng mỏng trên tay tôi đây chỉ có độ dày là 1 trên 10.000mm và để tạo ra tấm dát vàng mỏng như thế này thì phải trải qua rất nhiều công đoạn. Để có thể tạo ra được sự tinh xảo của tấm vàng lá, bí quyết của vùng Kanazawa là dùng giấy gan PC để gói tấm vàng. Loại giấy đặc biệt này đảm bảo khi đập để dát mỏng bằng búa, lá vàng sẽ không bị rách. Lá vàng được tán mỏng đều, sáng bóng và nhẵn. Phải mất rất nhiều thời gian để dát mỏng những tấm vàng lá có độ dày lớn để thành những tấm vàng lá có độ dày chỉ 1 trên 10.000mm. Lá vàng sau khi được dập mỏng đủ độ sẽ được cắt vuông vắn, phần rìa sẽ được tán nhỏ và sử dụng để cho vào rượu sake. Đây là miếng vàng có trọng lượng 500g. Chúng tôi sẽ dát mỏng thành những tấm vàng có độ dày chỉ 1 trên 10.000mm, kích thước 10cm. Như thế thì chúng tôi sẽ dát được 16 đến 17.000 tấm lá vàng như thế này. Thị trấn Kanazawa ở tỉnh Ishikawa có những xưởng dát vàng lá tuổi đời trên 400 năm. Nơi đây cũng được xem là thủ phủ của nghề sản xuất vàng lá, khi có đến 99% vàng lá sử dụng trên khắp Nhật Bản có xuất xứ từ các xưởng thủ công ở vùng này.